Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ hôm nay, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ chuyển rét đậm rét hại. Đây là đợt rét đậm rét hại thứ hai của mùa đông năm nay. Trong đợt rét đậm rét hại này, nền nhiệt thấp nhất ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến là từ 8 tới 11 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 3 tới 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối. Dự báo rét đậm rét hại ở Bắc Trung Bộ duy trì tới ngày thứ hai, tức là ngày 19 tháng 12, còn Bắc Bộ sẽ kéo dài hơn tới ngày thứ tư là ngày 21 tháng 12. Không khí lạnh tràn xuống cũng gây biển động mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền. Vịnh Bắc Bộ tới Cà Mau, Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Rét đậm rét hại thì bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc. Hai tỉnh là Hà Giang và Lạng Sơn là những địa phương đầu tiên cảm nhận rõ nhất ảnh hưởng của đợt rét này. Vâng, chính vì vậy cho nên là các địa phương thì họ cũng đã sớm lên những phương án để phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe cho trẻ tới trường, cũng như là bảo vệ hoa màu và đàn gia súc. Điểm trường thôn Mà Là, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là vùng giáp biên, nền nhiệt thấp và lạnh hơn so với các địa phương khác. Những ngày mùa đông, nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ, ban đêm có nơi chỉ còn 1 đến 2 độ. Nghe thông tin khí lạnh tăng cường, ngay từ sáng sớm, khi học sinh còn chưa đến lớp, thì các thầy cô giáo đã tranh thủ đi kiếm củi để sưởi ấm cho học sinh. Chỉ có một hai manh áo ấm thôi, cũng không được dày dặn cho lắm. Thế nên là tôi và thầy giáo tiểu học đã đi lên nhặt củi này hoặc là những cái cây ngô để sưởi ấm cho các cháu. Ở vùng cao Lạng Sơn, nghe tin sắp có đợt rét đậm, rét hại kéo dài, chị Thiệu vừa tranh thủ cắt nốt đám rau đến kỳ thu hoạch, vừa che chắn cho diện tích rau mới trồng phục vụ Tết. Rau vừa trồng còn bé, phải che vào nó mới ấm, mới ra rễ được. Không thì vừa trồng, nó chết hết. Dù kinh nghiệm từ đợt rét hại nhiều năm trước, gia đình ông Bào đã dự trữ nhiều rơm rạ để làm thức ăn thô cho trâu. Không thả rông trâu, chuồng trại cũng được xây kiên cố hơn là cách mà gia đình ông ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, tránh trường hợp trâu chết vì đói rét. Trước thì những rét đậm ấy thì trâu chết, nhưng bây giờ cứ đẩy báo gió không khí lạnh tràn xuống nặng là bắt đầu gia đình lại chuẩn bị rơm, chuẩn bị đậy chuồng trại cho nó kín để trâu nó khỏi cái rét. Nếu mà rét nhiều thì phải đun nước muối cho trâu ăn. Hiện các tỉnh miền núi phía Bắc cũng đang theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già và trẻ nhỏ, chủ động các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi. Vâng, như vậy là từ hôm nay thì rét đậm rét hại sẽ xuất hiện trên diện rộng và kéo dài ở phủ khắp 28 tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cũng như là khu vực từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, và đợt rét này thì được dự báo là sẽ kéo dài khoảng một tuần. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã đưa ra những khuyến cáo phòng tránh rét cho người dân các địa phương. Chúng ta tập trung vào cái việc đảm bảo che chắn nhà cửa, giữ ấm và đảm bảo các cái đồ dùng, vật dụng, thuốc men, lương thực thực phẩm để đảm bảo cái chất dinh dưỡng. Thì ngoài ra đặc biệt lưu ý rút kinh nghiệm của những cái đợt rét trước đây, chống rét bằng cách sưởi ấm bằng những cái than gây thiệt hại. Đối với nhóm thứ hai là đảm bảo an toàn đối với gia súc thì chúng ta phải tăng cường cái giữ ấm, che chắn cái chuồng trại, di chuyển các cái đàn gia súc cầm về cái nơi nhốt, tăng cường các cái biện pháp tiêm phòng. Đối với cây trồng thì chúng ta phải tăng cường cái vấn đề là đảm bảo cái chất dinh dưỡng, nước ấm, tưới đủ, tránh trường hợp gieo cấy vào cái thời điểm rét đậm rét hại để gây ra thiệt hại. Vâng, và đợt không khí lạnh mạnh lần này thì không chỉ gây rét đậm rét hại xương giá mà còn gây ra gió mạnh, biển động. Ngư dân các tỉnh thành ven biển thì cũng cần chú ý các biện pháp bảo đảm an toàn. Và sau đây là khuyến cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Đối với cái đợt thiên tai này, đặc biệt là đối với ngư dân, thì chúng tôi có một số những lưu ý sau. Thứ nhất là phải thường xuyên theo dõi sát cái thông tin dự báo thời tiết và cái cập nhật cái tình hình gió mạnh trên biển để chủ động phương án ứng phó cũng như điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Thứ hai là giữ cái thông tin liên lạc với người thân và gia đình để xử lý kịp thời các tình huống. Thứ ba là nên hoạt động theo cái tổ đội để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra các tình huống. Và đặc biệt đối với cái tàu thuyền
nhỏ mà hoạt động ven bờ. Đây là những cái đối tượng có nguy cơ cao mà bị ảnh hưởng bởi các thiên tai, sóng lớn, gió mạnh, nên là cần phải kiểm tra, rà soát và trang bị đầy đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn trước khi ra khơi, tránh bị lật thuyền cũng như là chết máy.